Elsa và hoàng tử, hành trình của tình yêu băng giá. Chương 1: Bí ẩn của vương quốc Arendelle. Trong vương quốc Arendelle, mùa đông vẫn còn đọng lại dù đã qua mùa lạnh. Cây cỏ, cây cối vẫn che phủ bởi tuyết, tạo nên bức tranh tĩnh lặng, tĩnh lặng nhưng đầy bí ẩn. Trong lâu đài lớn, nữ hoàng Elsa, người có khả năng kiểm soát tuyết và băng giá, đang đối mặt với một bí mật kỳ lạ. Mỗi đêm Cô thức dậy trong lo sợ, cảm giác rằng có một sự hiện diện lạ lùng đang vây quanh Arendelle. "Elsa, bạn đã thức dậy sao?" Anna, em gái của Elsa, hỏi khi bước vào phòng của nữ hoàng. Elsa nhìn Anna với ánh mắt lo lắng. "Có gì đó không ổn, Anna. Mỗi đêm, tôi đều cảm nhận được một sự hiện diện kỳ lạ ở xung quanh vương quốc." Anna cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của chị mình. Chị nghĩ rằng có nguy hiểm sao? Không chắc chắn, Elsa trả lời, nhưng tôi cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Chương 2: Sự xuất hiện của hoàng tử nguyên tử. Trong khi Elsa và Anna đang lo lắng về sự bí ẩn đang diễn ra, một người đàn ông trẻ tuổi bước vào vương quốc Arendelle. Anh ta tên là Kristoff. Một người lang thang trên núi lạnh giá, đã nghe đến những tin đồn về sức mạnh của nữ hoàng Elsa. Christoph tin rằng cô có thể giúp anh tìm ra lời giải cho bí ẩn của cuộc đời mình. Trên đường đi, Christoph tình cờ gặp một cô gái trẻ đang ngồi trên bờ sông. Cô gái có làn da trắng như tuyết và mái tóc vàng óng ả, à, nhưng điều đặc biệt nhất là đôi mắt của cô, màu xanh biển, tỏa sáng như những viên ngọc lấp lánh. Xin lỗi, tôi có thể giúp gì cho em?" Christoph hỏi khi đến gần. Cô gái nhìn Christoph với ánh mắt lạ lẫm nhưng không hề sợ hãi. "Tôi là Elsa, nữ hoàng của vương quốc Arendelle. Chào mừng bạn đến với vương quốc của chúng tôi." Christoph bất ngờ nhưng vui mừng khi biết rằng cô gái trước mắt chính là nữ hoàng mà anh đang tìm kiếm. "Tôi là Christoph Tôi đến đây vì tôi cần sự giúp đỡ của nữ hoàng Elsa. Chương 3. Mối liên kết bất thường Elsa và Kristoff ngồi lại bên bờ sông, chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống của họ. Kristoff kể về cuộc hành trình trên núi và ước mơ tìm ra bí ẩn về quá khứ của mình. Elsa chia sẻ về khả năng kiểm soát tuyết và băng giá của mình cũng như nỗi lo sợ về sự hiện diện bí ẩn ở vương quốc. Dần dần, họ nhận ra rằng có một mối liên kết bất thường giữa họ. Elsa cảm nhận được sức mạnh bí ẩn từ Kristoff, trong khi Kristoff cảm thấy sự ấm áp và sự bảo vệ từ Elsa. Hai con người hoàn toàn khác biệt nhưng lại có một điểm chung, cả hai đều đang tìm kiếm sự thật và tình yêu. Chương 4. Sự đe dọa từ quá khứ Trong khi Elsa và Kristoff đang tận hưởng những khoảnh khắc bình yên bên nhau, một sự kiện kinh hoàng xảy ra ở vương quốc Arendelle. Một đạo quân quái vật tuyết bất ngờ tấn công lâu đài, tàn phá mọi thứ trên đường đi. Elsa và Kristoff nhanh chóng nhận ra rằng đây không chỉ là một cuộc tấn công bình thường mà có một sức mạnh tà ác đứng sau. Họ phải hợp tác với nhau để chống lại sự đe dọa từ quá khứ và bảo vệ vương quốc khỏi sự hủy diệt. Chương 5: Hành trình tình yêu và sự hy sinh. Trải qua những thử thách và nguy hiểm, Elsa và Kristoff cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân của cuộc tấn công, một phù thủy tà ác đang âm mưu lấy lại quyền lực mà cô đã mất từ lâu. Bằng sự đoàn kết và tình yêu, Elsa và Kristoff chiến đấu chống lại phù thủy, đánh bại sức mạnh tà ác và cứu vương quốc khỏi nguy cơ. Nhưng chiến thắng không đến dễ dàng, trong quá trình chiến đấu Kristoff hy sinh bản thân để bảo vệ Elsa và Arendelle. Điều này khiến cho Elsa nhận ra tình cảm thực sự của mình đối với anh chàng lang thang từ núi. Chương 6: Tình yêu vĩnh cửu. Sau khi chiến thắng ác quỷ, vương quốc Arendelle bắt đầu hồi phục từ sự tàn phá. Elsa đứng trước lâu đài, nhìn về phía núi, nơi mà Kristoff đã hy sinh trái tim cô đau đớn nhưng cũng đầy biết ơn với sự hy sinh của anh nhưng điều kỳ diệu không ngờ đến khi christoph hiện ra trước mắt elsa vẫn nguyên vẹn và không hề tổn thương anh kể về một phép màu đã cứu sống anh và đưa anh trở lại bên cạnh elsa nhìn thấy nhau elsa và christoph hiểu rằng tình yêu của họ là vĩnh cửu và sẽ luôn vượt qua mọi thử thách và khó khăn với tay trong tay họ sẽ tiếp tục xây dựng một tương lai tươi sáng cho vương quốc arendelle và cho chính cuộc đời của họ